Lương Minh Trang bật khóc, lần đầu trải lòng sau ly hôn Vinh dâu. Tôi thấy bất lực vì không làm được gì, mình không được như trước nữa mà phải nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác, Lương Minh Trang tâm sự. Lương Minh Trang được biết đến là một ca sĩ với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, ghi dấu ấn qua những bản ballad nhẹ nhàng về tình yêu như Tan, Đứng sau một nụ cười, Hạnh phúc đó em không có. Cô cũng gây chú ý với cuộc hôn nhân cùng diễn viên Hải Vinh dâu. Thời gian trước, cả hai liên tục thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, cặp đôi đã bất ngờ đường ai nấy đi, khiến công chúng tiếc nuối. Mới đây, tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, Lương Minh Trang đã lần đầu tiết lộ những góc khuất trong cuộc sống và quãng thời gian khó khăn sau khi ly hôn. E dè và khép kín hơn sau biến cố hôn nhân, Lương Minh Trang trải lòng về chặng đường sự nghiệp và nỗi cô đơn trong nghề của mình. Cô nói, ưa chọn đến với nghệ thuật từ sớm để kiếm tiền phụ giúp kinh tế cho gia đình. Từ một công việc để trang trải cuộc sống, ca hát trở thành niềm đam mê của tôi lúc nào không hay. Tôi từng phải dành dụm 5 triệu đồng từ năm lớp 8 để đi thu âm, rồi đến lớp 10 mới có thể quay được MV đầu tay. Sau khi MV Tan được phát hành và trở thành hit, cái tên Lương Minh Trang được công chúng chú ý và yêu mến. Thời điểm đó, tôi đã kiếm được số tiền lớn đến 80 triệu đồng từ chính sản phẩm âm nhạc của mình. Việc phải bươn trải kiếm tiền từ sớm khiến tôi không có được tuổi thơ trọn vẹn và phần nào phải trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Tôi từng rơi vào trạng thái cô độc khi không thể chia sẻ, tâm sự cùng ai. Tôi cảm thấy rất tủi thân vì ít khi tâm sự về ai, kể cả bạn thân vì các bạn cũng không hiểu được mình. Chia sẻ với ba mẹ cũng không được vì cái việc kiếm tiền là do bản thân tôi muốn làm để phụ giúp gia đình, nên khi buồn, tủi thân cũng không biết kể như thế nào. Nhưng bây giờ, tôi cũng đã khác xưa rất nhiều, lâu lâu có gì vui cũng sẽ kể cho mẹ nghe, còn buồn thì hạn chế kể vì tôi không muốn gia đình buồn. Tôi buồn một mình thôi, không muốn ai khác buồn. Ở thời điểm hiện tại, kinh tế của Lương Minh Trang khá chật vật và chưa thể quay lại ngay với âm nhạc. Cô bật khóc tâm sự, sau biến cố hôn nhân và tạm ngừng ca hát trong thời gian dài, tôi e dè và sống khép kín hơn. Tôi tự thấy, vì ngừng lại quá lâu nên công việc ca hát không còn thuận lợi. Hiện tại, công việc của tôi chưa ổn định, chỉ đủ sống. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cũng rất khó vì đã ngưng lại một khoảng thời gian không đi diễn nên cái cảm xúc cũng bị tuột đi. Bây giờ, tôi cũng không có vốn nhiều nhưng nếu trúng được một bài phù hợp thì tôi vẫn đầu tư làm lớn. Tôi cảm thấy mình bất lực. Có mặt tại chương trình, bà Thư, mẹ ruột ca sĩ Lương Minh Trang, cũng chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn của con gái, khiến ai cũng xót xa. Trang hay tâm sự với tôi, Trang muốn làm nhạc, ra bài để nhiều khán giả biết đến nhưng không có chi phí nên không làm được. Vì vậy, Trang buồn nên suốt ngày cầm điện thoại như khủng. Tôi cũng muốn giúp con nhưng cũng không giúp được gì, bà Thư bày tỏ. Từng là trụ cột gia đình chăm lo cho ba mẹ, nhìn lại hiện thực cuộc sống còn nhiều ngổn ngang, Lương Minh Trang không khỏi xót xa và tự trách bản thân. Cô xúc động tâm sự. Tới bây giờ, tôi cảm thấy mình bất lực vì không làm được gì hết, mình không được như trước nữa mà phải nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác. Đó là cái buồn nhất của tôi. Từ trước đây giờ, tôi lại hay từ chối sự giúp đỡ của người khác vì tôi muốn tự mình làm. Thực ra, tôi không e ngại việc trở lại showbiz dù đã vắng bóng một thời gian. Đồng thời, tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn để bản thân trở nên đa dạng hơn. Dù khó khăn nhưng tôi khá kỳ vọng vào thời gian sắp tới. Tôi vẫn sẽ nuôi dưỡng đam mê ca hát. Tôi có thể sẽ thay đổi bản thân mình chút xíu hoặc thay đổi dòng nhạc để phù hợp với giới trẻ hơn. Tôi tin rằng sau này sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi là người không quá tiêu cực, nghĩ rất thoáng trong tất cả mọi vấn đề. Chẳng hạn mình mất cái này thì mình vẫn có thể làm lại, được chẳng qua bây giờ may mắn chưa tới. Tôi tin sắp tới tôi sẽ được may mắn. Lắng nghe những chia sẻ của Lương Minh Trang và mẹ trong bữa cơm gia đình, Mắc Ca Quốc Thuận xót xa lên tiếng, lần đầu tiên gặp em. Anh thấy em là một cô bé rất năng lượng, rất quái. Nhưng khi nãy gặp em, anh thấy em có sự thay đổi rất nhiều, không còn như trước nữa, em vẫn còn rất nhiều khuất tất trong tâm hồn, chưa mở lòng ra được. Trước lời chia sẻ của đàn anh, Lương Minh Trang xúc động tự hứa sẽ cân bằng được tâm trạng, cuộc sống và cho biết dồn tâm sức cho việc trở lại với âm nhạc để tìm lại chính mình và chăm lo cho cha mẹ.